Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thiết thực chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 15, nhiệm kỳ 2023-2028. Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh vừa tổ chức chuỗi các hoạt động nữ công nhằm chăm lo đời sống cho đoàn viên, công nhân lao động nữ. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao 200 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng tiền mặt và quà. Đồng thời, tổ chức nói chuyện chuyên đề nâng cao vị thế người phụ nữ thời hiện đại cho cán bộ công đoàn và 200 nữ đoàn viên, công nhân lao động. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cho nữ đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nói riêng và đoàn viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp nói chung. Từ đó, giúp họ xây dựng tổ ấm gia đình, đồng hành, chia sẻ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần xây dựng cộng đồng hạnh phúc. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cũng đã trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong chương trình 1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Hòa, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương tổ chức lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỷ nguyên số. Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 huyện Tam Dương được tổ chức trọng tâm từ ngày 2 tháng 10 đến ngày 8 tháng 10 năm 2023. Thông qua việc hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nâng cao năng lực tự học trong kỷ nguyên số, tăng cường trách nhiệm và huy động sự quan tâm tham gia của các cấp chính quyền, các ngành trong việc tận dụng các nền tảng công nghệ, xây dựng, cung ứng các kênh và công cụ học tập suốt đời đa dạng, đáp ứng nhu cầu học tập của người dân. Tại lễ phát động, Ủy ban Nhân dân huyện Tam Dương trao tặng sách cho trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Hòa. Hội khuyến học huyện và Ủy ban Nhân dân thị trấn Hợp Hòa trao tặng quà cho các em học sinh vượt khó vươn lên trong học tập. Thưa quý vị, hiện nay đang là giai đoạn chuyển mùa, thời tiết thay đổi đột ngột khiến đàn vật nuôi không kịp thích nghi, sức đề kháng giảm, dễ mắc bệnh. Những ngày này, lực lượng thú y từ tỉnh đến cơ sở đã đồng loạt triển khai tiêm phòng vaccine đàn vật nuôi và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2 năm 2023 nhằm tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi, cung cấp nguồn thực phẩm an toàn, phục vụ dịp Tết Giáp Thìn 2024. Xác định tầm quan trọng của tiêm vaccine phòng bệnh cho đàn gia súc, một năm hai lần, ông Đỗ Văn Quế ở thôn An Hạ, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường đã chủ động tiêm phòng cho đàn bò sữa trên 40 con của gia đình. Ông Quế cho biết, hiện nay thời tiết đang giao mùa, khí hậu có biến đổi thất thường, nên đàn bò sữa dễ mắc một số bệnh như lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục. Vì vậy, gia đình thường xuyên theo dõi, định kỳ tiêm phòng vaccine đầy đủ cho đàn bò, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, linh hoạt phối trộn nguồn thức ăn hỗn hợp đảm bảo dinh dưỡng cho đàn bò cho sản lượng sữa cao nhất. Tiêm thì xong thì con bò nó chỉ hơi mệt một chút thôi nhưng mà phải tiêm thì rất hiệu quả. Gần như các đợt của xã tiêm là gần như bò không bao giờ bị vào quay lòng mồm nhỏ máu hoặc là tụ trong mồm. Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, toàn tỉnh triển khai kế hoạch tiêm phòng 6 loại bệnh trên vật nuôi, gồm cúm gia cầm, lở mồm long móng gia súc, bệnh tai xanh, dịch tả ở lợn, bệnh tụ huyết trùng cho bò, bệnh dại ở chó mèo và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 2. Ngân sách tỉnh sẽ thực hiện hỗ trợ 100% cái tiền mua vaccine đối với các cái loại vaccine như sau. Thứ nhất là đối với tiêm phòng cúm gia cầm, hỗ trợ vaccine tiêm phòng cho các hộ chăn nuôi gà có quy mô dưới 3.000 con và toàn bộ đàn vịt ngan của hộ chăn nuôi. Thứ hai là đối với châu bò thực hiện hỗ trợ mua vaccine lở mồm long móng tiếp OA và vaccine tụ huyết trùng tiêm phòng cho đàn châu bò đối với đàn lợn nái và đàn lợn được giống, hỗ trợ vaccine tiêm phòng vaccine lở mồm long móng, vaccine tai xanh và vaccine dịch tả lợn và hỗ trợ 100% kinh phí mua hóa chất phun khử trùng tiêu độc tập trung một đợt đợt 2 năm 2023 với định mức 0,05 lít trên hộ chăn nuôi gia súc gia cầm. Đối với hộ chăn nuôi khi tham gia công tác tiêm phòng thì thực hiện chi trả cái tiền công tiêm phòng các loại vaccine nói trên và công phun khử trùng tiêu độc. Riêng đối với tiêm phòng vaccine dại chó mèo, người chăn nuôi phải trả tiền vaccine và công tiêm. Đối với các cơ sở chăn nuôi là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ sở liên doanh liên kết, các cơ sở chăn nuôi của quân đội, công an thì phải tự đảm bảo cái kinh phí tiêm phòng và khử trùng tiêu độc.
Để đảm bảo công tác tiêm phòng vaccine đợt 2 đạt kết quả, trước các đợt tiêm phòng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã chủ động tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố tiến hành chuẩn bị nhân lực, dụng cụ, vật tư để triển khai công tác tiêm phòng. Chi cục tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, kỹ năng tiêm phòng cũng như bảo quản vaccine trước và trong quá trình tiêm phòng cho lực lượng thú y ở cơ sở, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và người chăn nuôi trong việc tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm đạt hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian qua, công tác quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp và chặt chẽ hơn. Việc sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản ngày càng hợp lý, hiệu quả đã góp phần tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại điểm mỏ khai thác đá Trại Bò, xã Quang Sơn, để hạn chế tối đa ảnh hưởng đến môi trường, công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Vĩ thực hiện nghiêm các quy định từ giờ nổ mìn, giờ vận chuyển, trọng tải xe đến việc đầu tư còi báo động, xe tưới nước chuyên dụng, bạt ni lông che chắn nhằm đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu khói bụi trong quá trình vận chuyển. Với sản lượng khai thác gần 50.000 mét khối một năm, công ty đã mở riêng tuyến vận chuyển đá dài gần 2 km nhằm hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân địa phương. Mỏ đá chúng tôi khai thác được cấp phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Chúng tôi trong quá trình khai thác thì chấp hành là chúng tôi tạo thành một con nước để tưới phun vào máy dây chuyền để chống bụi. Vận chuyển nó xe chuyên dụng để tưới nước chống bụi. Mọi vấn đề về bảo đảm bảo vệ sinh môi trường chúng tôi luôn chấp hành, thu gom rác thải và có đơn vị đến có chức năng đến để thu gom và đem đi xử lý. Trên địa bàn tỉnh hiện có 22 điểm mỏ có giấy phép khai thác còn hiệu lực. Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định về khai thác khoáng sản, bảo vệ môi trường và đất đai đối với các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản. Từ đầu năm 2023 đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với 9 đơn vị về các hành vi khai thác vượt độ sâu, không lắp đặt trạm cân, thực hiện cắm mốc không đúng quy cách. Sản lượng khai thác thì được cấp phép theo quy định của Ủy ban tỉnh thì chúng tôi là khai thác được 250.000 mét khối trên năm. Và chúng tôi cũng tuân thủ theo đúng quy định để làm sao không khai thác vượt quá cái sản lượng được cấp và vẫn đảm bảo được cái công tác triển khai kế hoạch thi công xây dựng của chúng tôi. Thời gian tới, các sở ngành địa phương liên quan sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong khai thác khoáng sản. Đồng thời, chỉ đạo đôn đốc tất cả các chủ điểm mỏ thực hiện lắp đặt trạm cân, lắp camera và phối hợp với Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện nghiêm túc việc niêm yết công khai nội dung thông báo khai thác khoáng sản để các cơ quan, chính quyền địa phương quản lý, kiểm tra và người dân tham gia giám sát việc chấp hành của các chủ điểm mỏ. Ba đối tượng là Vũ Văn Nam, Nguyễn Đình Bảo cùng sinh năm 1992 và Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1994 ở huyện Lập Thạch vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch tạm giữ hình sự về hành vi buôn bán hàng cấm là 73 kg pháo hoa nổ. Ngày 6 tháng 10 năm 2023, tại địa bàn xã Tiên Lữ, huyện Lập Thạch, đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy, công an huyện Lập Thạch bắt quả tang Vũ Văn Nam đang thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm là pháo hoa nổ. Tang vật thu giữ 2 thùng xốp chứa 40 hộp pháo hoa nổ có tổng khối lượng 73 kg. Vũ Văn Nam khai nhận số pháo trên là Nam mua của Nguyễn Xuân Trường với giá 48 triệu đồng. Sáng ngày 6 tháng 10, Trường đi cùng với Nguyễn Đình Bảo mang 40 hộp pháo hoa nổ đến bán cho Nam. Sau đó, Trường và Bảo đi về, còn Nam đang đứng chờ người mua pháo đến giao dịch thì bị cơ quan công an phát hiện bắt quả tang. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch đã tiến hành triệu tập làm việc với Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Đình Bảo. Tại cơ quan công an, Nguyễn Đình Bảo khai nhận Trường mua số pháo trên của Bảo với giá 40 triệu đồng, sau đó Trường bán lại cho Nam. Căn cứ kết quả điều tra và các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lập Thạch đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Vũ Văn Nam, Nguyễn Xuân Trường và Nguyễn Đình Bảo về hành vi buôn bán hàng cấm quy định tại điều 190 Bộ luật hình sự. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra theo quy định.